Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã đến thăm khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ V-Ship Nghệ An. Cùng đi có lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ V-Ship Nghệ An do công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng diện tích 750 ha. Hiện nay tại khu công nghiệp của V-Ship Nghệ An đã có 42 dự án đầu tư thuê lại đất với diện tích hơn 251 ha. Trong đó có 37 dự án đã được cấp phép đầu tư, 25 dự án đã đi vào hoạt động, 5 dự án đang xây dựng, các dự án còn lại đang làm thủ tục. Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 18.400 tỷ đồng, tương đương 798 triệu đô la. Trong đó có 20 nhà đầu tư nước ngoài FDI, tổng vốn đăng ký đạt trên 738 triệu đô la, đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thụy Điển. Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An năm 2022 đạt trên 9.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 400 triệu đô la, trong đó các sản phẩm điện tử chiếm khoảng 91%. Hiện đã có trên 13.500 lao động đang làm việc tại khu công nghiệp. Dự kiến khi tất cả các dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 60.000 lao động. Hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An đang gấp rút triển khai các bước theo quy định để khởi công xây dựng khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 tại huyện Diễn Châu, V-Ship Nghệ An 2 trên diện tích 500 ha với tổng vốn đầu tư 3.826 tỷ đồng, tương đương 164,6 triệu đô la. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả thu hút đầu tư của V-Ship Nghệ An và kết quả sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An. Nguyên Chủ tịch nước mong muốn V-Ship Nghệ An sẽ là động lực để Nghệ An phát triển đột phá trong thời gian tới.